Cô chú anh chị ơi đây. Dạo này là toàn cái xe gọi là sâu khu tới IKT nha. Đằng sau em là một cái xe độ này. Cái xe này là xe truck mà nó rất là lạ luôn. Thì giống như là monster truck của Bell hay chơi đấy. Em quay cho cô chú anh chị coi nha. Đây cái xe này của cái ông anh người nước ngoài ông tới. Ông đi xe ông bật nhạc nên ông lùi xuống. Mình tưởng ông vào tiệm mình ông làm gì đi. Sợ quá. Và sao ông bảo ta vào ta mua cây. Hết hồn luôn. Đang ngồi mà thiêu thiêu ngủ gọi là tỉnh cả người. Xe này cô chú anh chị. Đấy. Xe cao lắm, ông độ cái bánh xe lên như thế này này. Bự chưa? Xe bự lắm. Xe này chạy chắc khỏe nhưng mà tốn xăng lắm đây. Ông đang nói tiếng Spanish này mình không hiểu ông nói cái gì hết. Đó. Hôm nay trời nắng nóng bà con cô bác đi đâu hết rồi. Thứ ba này em đưa cây lên miền Bắc Cali nha cô chú anh chị. Thì ai muốn order gì thì ngày mai gọi cho em nhé, là để em chuẩn bị cây. Tối ngày thứ ba này em đi lên trên đó rồi đó cô chú anh chị ạ. Hello Johnny. Johnny ơi. Con mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi? Con mấy tuổi rồi? Chà, em xúc động em không nói được đi. Con mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi Johnny? Con mấy tuổi rồi nữa. em thẹn rồi. Phải. Nó lấy tay nó chỉ kìa. Phải. Con mấy tuổi rồi? 3. 3 tuổi, 2 tuổi. Con mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi đang rồi? Xúc động quá. Đây, hôm nay là em Johnny này được một giải khuyến khích nè. Johnny thiện quá rồi, Johnny chạy rồi. Con một tuổi. Còn 1 tuổi hả? Quán hả? 1 tuổi hả? Đây này, Johnny này, nhân vật này hơi bị dễ thương luôn. Được nhận một giải khuyến khích là một cây mãng cầu trị giá 100 đồng. À, em sợ quá, em rụt. Từ bây giờ mà đi, khi cô chú anh chị tới IKT mua cây, có thể để lại số điện thoại. Mua 1 lần, để 1 lần, mua 10 lần, để 10 lần. Để năm sau, Tú tiếp tục sổ số nha cô chú anh chị. Ở đấy mà mình lấy đi. Ok, để em nói anh ơi, I'm going to help cho. My friend ơi, Junio, can you help me? Đây, cả nhà đây. Đây, chuẩn bị rước một em bé nữa. Happy family. Rồi, thank you anh chị nhiều. Ba đứa trên đường tới nữa. Ok anh. Dạ, đây. 5 đứa. Rồi. This one. Yes sir. Thank you. Quay. Phỏng vấn một tí là anh chị tới tiệm em mấy lần rồi nhỉ? Một lần. Lần đầu tiên đúng không? Lần đầu tiên. Ôi trời. Ủa sao đợt này toàn khách hàng lần đầu tiên trúng giải không à? Oh, so happy ha. Lần đầu tiên đó. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Hy vọng sẽ là khách hàng quen dài. Thank you. Bye bye con, bye bye Johnny. Thảo nào cô cứ bảo Johnny là ai cô không biết. Quá là đây. Bye bye con nhá. Đây là thiên thần nhỏ nè. Thank you for coming. Bye bye. Hôm nay chị đẹp này đã trúng một giải khuyến khích tới nhận một cái cây mãng cầu. Đây chị gái ơi. 2, 4, 6, 8, 9 đó. Đây này, cái dãy này này. Một cây giống mới của Cali mình nha. Không cần tên, chị cứ lấy đi. Đây nè, 2, 4, 6, 8, 9. Hôm qua có một anh lấy một cây đây rồi. Đấy, bây giờ còn 9 người. Toàn cây đẹp không? Đó, rồi. Giải khuyến khích nha. Một cây mãng cầu trị giá 100 đồng. Ok chị, thank you chị nha. À đây, chị đẹp này nhận giải gì nói cho bà con hoảng cho nè. Chị được giải đặc biệt. Hay quá, thôi mời chị lại đây nhận giải đặc biệt. Có thể đi. Đổi được không? Dạ, con muốn đổi giải đặc biệt với giải khuyến khích không kìa, chị hỏi. Đổi cái gì? Dạ, không. Dạ, vâng. Đây, giải đặc biệt của chị đâu? Chị nhìn xem chị thấy cái giải đặc biệt là cây nào nè. Chị đâu có biết, em... Cái này không? À! Đúng rồi cái này nè. Trời ơi. Này, phỏng vấn chút nè, chị tới IKT mua mấy lần hàng rồi? Chị tới có mấy lần đầu tiên là chị đi thử thôi. Ờ. À. Chị coi YouTube của em rồi. Dạ. Chị thấy ở đây bán cây rẻ quá. Thế là chị tới. Rồi, chị chạy chị tới. Xong chị có nghĩ mình trúng giải không? Không, không. Chị coi cái phone mà chị tưởng chị nằm mơ. Chị nói, ủa, thiệt hả? Mình sao hên vậy? Mình chơi mà sao thành thiệt? Ok, thank you chị. Ok. Dạ. Hello cô được giải gì? Giải ba là cái gì đấy nhỉ? Cái này. À, một cây mãng cầu đây nè. À sorry, cây nam đốc mai, cây xoài to vật vã. Vâng.
Đấy thì là hôm đấy là số của cô hay số của con gái cô? Thế là hên là nhờ con gái đó. Ừ, hên rồi, số hên rồi. Tuyền, chị how you feel, cảm giác sao? Vui. Vui à? Chị Tuyền là ủng hộ em được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cũng 2 năm rồi. 2 năm rồi, từ ngày em còn ở trong nhà đúng không? Đúng rồi. Cho đến lúc em ra ngoài tiệm. Đây là một trong những khách hàng lâu đời mà nhận được giải khuyến khích. Chị cảm ơn chị, anh chị rất là nhiều. Dạ, thì bây giờ cứ muốn trúng thưởng là cứ mua hàng IKT Hoài thôi. Thì sẽ có dịp mà hên như thế này nha. Dạ, cảm ơn chị. Tí này chị nhận một cái cây mãng cầu ngon mà giống mới nhất của Nam California nha. Rồi chúc chị với anh trồng được cái trái ngon. Đã được giải khuyến khích, anh Vinh đã tới tiệm em bao nhiêu lần rồi và mua bao nhiêu lần cây rồi? Cũng mua mới lần đầu. Ôi giời, lần đầu hốt luôn à? Bữa rồi. Chợ bữa mua 4-5 cây lần. Vâng, thế cảm ơn ấy. Đợt này hình như là toàn phù cho mấy bác lần đầu mua, còn những bác khách cũ chưa được cây nào thế, bác chọn đi. Đây. Thì bác thích chọn cây nào bác chọn nha. Đấy, cây to đẹp đấy. Rồi anh Giai cần em giúp gì? Cây xoài. Rồi em lại giúp anh. Rồi anh rồi anh lại đấy. Thank you anh Vinh. Anh Vinh đã nhận được một cây độc lạ của Cani mình. Loại này rất là ngon. Thank you anh Vinh nhá. Dạ cảm ơn anh. Ủng hộ em nhiều nhiều nhá. Năm sau đại số to hơn. Lấy thêm bịch phân nữa đi. Đều ok, đi tiếp. Chú Lầu và cô Diệp hai ông bà tình cảm. Thế là tới IKT ủng hộ Hoài và chúng được một cái cây Saboche. Cao phải 7 feet cô nhỉ? Trời ơi. Sao chú hên quá chú? Gặp may nhỉ? Mà mua từ hồi Tú mới mở vườn cái gì. Dạ. Thế mà cô chú trúng được cái này cô mừng không? Mừng quá mừng. Nhưng mà khi bỏ số có hy vọng là mình trúng không? Không biết. Không suy nghĩ tới đó. Không suy nghĩ tới đúng không? Đúng rồi. Thế là mà chúng thôi chứ không có nghĩ tới. Quan cũng không ngờ chú nào, nếu mà ghi tên cô Diệp là con biết rồi. Tại vì toàn tên cô không à nhỉ? Con đang nói chú thì nếu mà là cô là con đoán là ngay, nhưng mà tại chú nào con mà quá chú nào là chú nào à, hóa ra là chú này. Rồi con cảm ơn cô chú nha. Vâng, chúc mừng cô chú trồng cái cây nữa ra trái nhiều cho con trái ăn nha. Rồi cảm ơn Tú nha. Tú tặng quà cho khách hàng. Thank you cô. Ai nhận được cũng vui hết. Dạ. Hôm nay là gặp ngay một gọi là đàn thiên thiên nga ở đâu tới à? Đây thì đúng rồi, tiên nữ giáng trần đây. Là bao nhiêu tiên nữ đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiên nữ ở đâu tới rồi, đẹp gái quá. Thank you mấy cô tới nha. Đây là khách ruột của IKT đấy, gần rung rung thôi. Cuộc quán này là sự kiện lớn xảy ra đấy tại nốt Angeles đang sâu nè. Dạ, đó rồi, thank you mấy cô nhiều nha. Thank you. Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là một buổi sáng của ngày thứ bảy, rất là đẹp trời. Ngày hôm qua thì trời mưa tầm tã luôn cô chú anh chị ạ. Một cái sự kiện chưa bao giờ thấy tại miền Nam Cali mùa hè này. Thì đi kèm một cái sự kiện mà chưa bao giờ thấy tại cái thời điểm hè nóng bức mọi năm này. Em chưa, từ ngày em qua Mỹ chính xác là 9 năm rồi mà chưa thấy cái một cái mùa hè nào mà có một cái trận mưa. Cô chú anh chị nhìn này, mưa đậm đà luôn, đến bây giờ là sắp 9 giờ sáng rồi mà mưa, nước mưa nó vẫn còn đọng ở trên lá nhá. Thì cái cây này là cái cây táo Thái Giant. Cái táo Thái Giant này cách đây 2 năm về trước Tú có bán cái trái, cái cây táo này ấy. Thì 2 năm rồi, bây giờ em mới cho xuống đất, thì em mới cho xuống đất cỡ chừng được 3-4 tháng này chứ mấy. Bây giờ này nó có đất này, nó phát triển này, cô chú anh chị nhìn này. Bông hoa rất là nhiều luôn. Hy vọng cuối năm này em sẽ có trái táo Thái review cho cô chú anh chị nha. Giờ chính thức trong vườn em cũng chật rồi, không còn chỗ. Em còn có hai loại táo đặc biệt nữa. Một cái loại táo gọi là số 13, 14 gì đây em quên rồi. Và một cái loại táo gọi là một năm hai mùa đó. Em muốn trồng hai thêm hai cái loại táo đó nữa. Là cái loại táo đấy gọi là táo xuân một năm hai mùa này. Và còn một loại táo còn khủng hơn cái táo đấy nữa, em cũng có rồi. Mà giờ không biết chỗ nào để em trồng. Mà em đã để một chỗ cho cái cây táo Thái chai ẩn đây rồi. Thì bây giờ đang kiếm thêm hai chỗ trồng hai cây táo. Tại vì em thích ăn táo. Cái đợt em đi Đài Loan đó, em ăn táo xanh ở bên nó rất là ngon. Đây cô chú anh chị nhìn này. Nếu mà cây nhà cô chú anh chị không phát triển nhá, thì phải chuyển đất. Nghĩa là chuyển sang cái chậu lớn hơn và trồng những cái đất tốt nha. Thì đây, đây là cái minh chứng cho cái cây táo của em. Em để 2 năm trong chậu không có ra một cái tượt non.
hoặc là có ra nhưng mà cây nó rất là chán đời lắm, nó èo uột lắm, nó không có một cái sức sống gì ấy. Thế đến lúc em thả xuống dưới đất này, mới được 4 tháng thôi cô chú anh chị nhìn bây giờ em nhận không ra nó luôn á. Đấy, bây giờ nó bắt đất rồi. Mà khi mà Tú trồng xuống dưới đất nhá, này cô chú anh chị nhìn cái đường kính em đào này, thấy nó rộng không? Nó bằng cái chậu phải 65 ga lông, cái miệng của nó đó bằng 65 ga lông luôn. Tại vì em thì không có trực tiếp đào nên là em nhờ mấy anh đẹp trai trong tiệm em, mấy anh đào không à. Thế nên cô chú anh chị ráng, khi mà mình trồng muốn cái cây nó phát triển mạnh á, mình phải đầu tư ngay từ đầu nhá. Cái bước đầu tiên là cái bước hạ thổ và pha đất đó, rất quan trọng nha. Thì những cái clip trước em đã giới thiệu hết rồi, không có giấu một cái gì hết. Còn đây là những cây môn ngoặt em trồng xuống dưới đây, em lấy rau em ăn đó. Trồng kín luôn cô chú anh chị ạ, tranh thủ. Còn em này là cái em xoài nó ra bông quanh năm cô chú anh chị ạ. Chờ đợt này nắng và nóng thì nó sẽ đậu trái. Rồi cây xoài của em á, chịu hẳn xuống đây nè. Còn đây cô chú anh chị ơi, cây mận này. Cây mận của em này, nó đậu trái bự bự rồi nha. Em đang nghi ngờ không biết mận gì, tại vì lúc mua thì chưa thấy trái, bây giờ nó mới ra này. Nhà em có mười mấy cây mận, đều có bông có hoa hết nha cô chú anh chị. Dạ, yeah, cho cô chú anh chị quay. Đấy, cây mận này em đoán là mận Black King Kong, em đoán thôi đấy. Để đến lúc nó ra trái em review cho mọi người coi. Cái loại mận Black King Kong này là cái loại mận mà mận cũ, không phải giống mới bây giờ. Ăn rất là ngon, một năm có thể ra đến 3-4 lần trái luôn đó, chứ không phải là ít đâu nha cô chú anh chị. Hai cây to nù nù luôn. Đây, hiện tại trong tiệm Tú cũng có giống mận này nha. Rất là giòn ngọt, trái đỏ đen luôn, có sọc. Cây này cũng có bông có trái rồi. Có hết rồi đó cô chú anh chị ạ. Nhằm đem quay cho mọi người quay. Trường hợp mà có hai giống mận trên cùng vườn thì chắc em phải đào nó lên thôi, em để trồng thêm cái giống khác. Và cho cái em này không thấy trái đâu ta. Hôm trước thấy bông mà hôm nay đâu rồi. Ồ, em này không có rồi. Có em này không à? Em này thì có nhiều lắm. Em này năm đầu tiên bói này. Cái em bên cạnh thì chưa thấy. Trong trường hợp mà cái cây mận, tất cả các cây mận đều ra bông mà cái cây mận bên cạnh nó không ra bông, thì mình bây giờ mình phải cho phân bông vô. Tại vì em đã thử nghiệm rồi, cái cây mận em mua cây mận trắng ấy kìa, nó không có bông. Em cho phân bông, thế mà bây giờ nó ra bông rồi đấy. Em cho cô chú anh chị qua nha. Đây cái cây mận này đây cô chú anh chị. Hôm trước em khoe là nó không có bông nhá, bây giờ nó có bông rồi. Đấy cô chú anh chị, bây giờ bỏ phân bông nha. Chỉ cần bỏ 10 năm 30 là đủ rồi. Em chỉ cần bỏ 10 năm 30 thôi, em chưa có bao giờ sử dụng đến 52. Nhưng mà cô chú anh chị nào mà nói là cây mận nó nâu nắm rồi, to thật là to mà không có bông á, thì muốn cho 52 thì cho nha. Chứ còn riêng bản thân em cho 10 năm 30 là nó đã ra bông rồi đấy. Cô chú anh chị thấy này, có chùm bông rồi, mừng quá. Đây đó, cho, có chùm bông rồi cho mình biết cái giống của nó là cái giống gì. Tại vì bữa mình mua thì không có trái, mà mua cây rất là mắc tiền nhưng không có rẻ nha. Cây mận nói chung nhìn lá mận không thể đoán được ra cây mận này là mận gì đâu, chứ có cây mận Black Go thôi, nhìn là dễ đoán, dễ nhận biết nhất. Chứ còn những cái dòng mận khác em thấy nó không thể nào nhận biết được, rất là khó. Em đọt bí đã nở rồi. Đây có một cái bạn nào đấy chui vào trong này. Bạn này là bạn ong. Bạn ong đang lấy mật. Đây cho cô chú anh chị quay. Cây bí nhà em nó đã nở rộ. Đây là cây ổi, hoa rất là nhiều nha cô chú anh chị. Bí này, thỉnh thoảng có rau ăn cũng ngon cô chú anh chị ạ. Năm lúc mình đi ra chợ đâu có phải lúc nào mình cũng tiện mình chạy ra chợ đâu cô chú anh chị. Thành ra thôi kệ, mình cứ trồng được cái rau gì trong vườn nhà mình thì mình trồng, trừ khi mình không có đất thôi. Đây là một cái loại mận từ nước ngoài nhập qua, thì cái giống mận này nó từ Indo hay là Mã Lai đây này. Nhưng mà cái trái này thì em chưa được biết nha. Năm nay là em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị rất là nhiều trái mận. Đấy, cho cô chú anh chị coi cây mận này, dễ thương à. Trồng tại Nam California nha. Giống y Florida luôn cô chú anh chị ạ.
Gấu đi đâu đây? Trước mặt gấu là cây gì? Cây ổi. Ổi ruby tài non. Đây nè, cái trái của nó nè, gấu gì nè? Ruby Taiwan guava. Quay này đây nào, tự dưng quay đằng sau ấy ảnh này. Gấu thích ăn trái ổi không? Chờ cái này phải 3 tháng nữa mới ăn được. Đây nhiều phút lắm, trái luôn ạ. Úi giời ơi, anh beo lại một phát này là đã làm cho anh gấu ướt áo rồi, nghịch lắm. Gấu về gấu thay áo khác nha con, hay con muốn chơi nước không? Chơi với chơi nước, cho hơi để chơi buồn, rồi, buồn thì nói hai anh em lấy thau nước ra chơi để mẹ lấy cho. Cô chú anh chị ơi, hôm nay là chiều nắng rất là nóng. Bây giờ cả nhà em đi ra ngoài vườn chơi đây, cô chú anh chị nhìn này. Em khoe đây là cây ổi Đài Loan Ruby của em nhá. Đài Loan Ruby ruột đỏ. Đấy. Cô chú anh chị nhìn này, trái quá trời luôn, cây này là cây chiết nha. Cây này là cái cây em đang bán tại trong tiệm của em á. Cây chiết mà cái cây này em trồng được hơn 2 năm xuống đất. Lúc em trồng cái cây này là cái cây mà em bán là gốc khoảng 1 inch đấy. Mà bây giờ nó được hơn 2 năm rồi mà giờ nó to như thế này này. Mà trái nó đậu rất là nhiều. Thì cô chú anh chị có hỏi là lý do tại sao cây nó đậu trái nhiều mà không bị rụng á. Thì lý do đây là cái cây thứ nhất là nó lớn rồi. Với thứ hai là em bón phân định kỳ. Thì em cũng không có thời gian nhiều để em bón phân thường xuyên giống như mấy cô mấy chú ở nhà được. Thì chắc nghĩ là với lại mình bón thì mình bón đúng phân là được cô chú anh chị ạ. Đừng có bón phân lung tung lùng tùng nhiều quá. Với lại nữa là mình phải xem cái cây cái đất nhà mình ấy nó hợp với cái phân như thế nào thì mình cứ bón chút chút một, đừng có bón nhiều quá nha cô chú anh chị. Thì đây ví dụ như là cái cây, ví dụ như cái cây này đây thì nó đậu được cái trái cỡ này thì nó cũng có thể rụng được nha. Nhưng mà ví dụ như 100 trái thì ít nhất nó cũng phải rụng đi vài chục trái chứ không thể là 100 mà nó còn nguyên 100 được. Nhưng mà đây là cái kết quả cho cô chú anh chị thấy này. Cây này nó rất là sai trái. Đó. Thế này là em cũng ăn thoải mái rồi, em cũng không có kỳ vọng là 100 trái là phải được 100 trái trên cây. Mà như này là quá vui rồi cô chú anh chị ạ. Trong khi nó đang đậu trái, trái to như này luôn á, mà nó vẫn còn ra bông nữa. Đấy, cô chú anh chị thấy trái quá trời không? Mà vẫn còn ra bông, đây là cây chiết nha. Cây này là cây chiết tại Mỹ chứ không phải là hàng nhập từ Việt Nam qua nha. Cây này là cây chiết tại Mỹ, đấy. Này, hoa ra quá trời mà cây phát triển rất là mạnh luôn. Tại Nam California nha cô chú anh chị. Cây rất là khỏe, rất là sung nha cô chú anh chị. Thì hiện tại trong tiệm của Tú có bán cái ổi này từ giá 100 cho đến 150 luôn. Cây to và khỏe lắm. Còn những cái cây to hơn em cũng có nữa. Đấy cho cô chú anh chị quay. Cô chú anh chị nào mà thấy thích cái giống ổi này thì cứ tới IKT ủng hộ, vì ổi nhà em đây em trồng này, em bán cái giống gì thì em trồng cái giống đó. Đấy cho cô chú anh chị quay này, nó đậu trái rất là nhiều luôn, cây rất là mạnh nha cô chú anh chị. Rồi, anh gấu anh beo đang chơi trò đi bắt đi ẩn à, hai anh si à, cũng cho hai anh em chơi chọi nước nhau. Đây nhá, bây giờ em sẽ khoe cho cô chú anh chị cái cây mãng cầu sầu riêng này. Cô chú anh chị nhìn này, hả? Mãng cầu sầu riêng nhà em này nó mọc ra bốn phía đủ thứ tùm lum tiền nha. Khi mà em trồng cái cây này nó rất là nhỏ, cách đây khoảng hơn một năm rồi mà em cho xuống đất giờ nó bự lắm rồi đó. Đây, nhà em có hai cây na sầu riêng. Tiếp theo đây là cây mận. Cây mận này. Đấy, cây mận. Cây mận nhiều chưa? Nhiều bông chưa? Đấy, nó đang rụng này, đấy nó rụng bông xuống này. Đó, cô chú anh chị quay. Đây là cái cây mận mà trồng tại Nam California, mà mận này gọi là mận kinh công. Cô chú anh chị nhìn nó có cái khía này. Đây. Mà nhìn nó hồng hồng giống mận hồng Sóc Trăng chưa? Đấy, nó có cái khía này. Cái mận này rất là khỏe luôn cô chú anh chị ạ. Mà bây giờ trái nó bự rồi đấy. Cái trái nó bự rất là nhanh này. Chùm luôn. Đấy, cây này em trồng xuống rồi, năm nay là năm thứ hai này.
là nó ra trái quá trời trái rồi, vừa ra trái vừa ra bông nữa cô chú anh chị ạ. Đây thấy bông rồi. Năm nay là quá trời mận ăn rồi cô chú anh chị. Anh gấu năm nay tha hồ ăn mận, anh gấu rất thích ăn mận. Còn đây cây xoài. Cây xoài này đậu trái quá trời đậu trái luôn. Ni ti nhiều lắm. Đây nữa. Đấy, không biết cái xoài này xoài gì. Đợt em trồng cây xoài này đúng cái lúc trời nó lạnh, tưởng ngoéo cơ nhưng mà nó vẫn ok lắm. Đây. Bông nhiều lắm luôn cô chú anh chị ơi. Nó từng đây bông nó chỉ đậu được một ít trái thôi nha, chứ không thể đậu hết được đâu cô chú anh chị ạ. Thế là mình cũng mừng rồi. Có trái là mừng rồi cô chú anh chị. Mùa này cô chú anh chị vẫn có thể bỏ phân bông vào cho cây mận hoặc cây gì cũng được nha. Nó vẫn tiếp tục ra hoa đấy. Trời nóng là nó vẫn ra hoa bình thường. Cây này hôm nọ chưa có hoa này. Này em bỏ phân 15-30 vào thôi đấy mà nó ra hoa rồi. Đây là cây ổi thái vuông. Này cây đậu trái quá trời luôn. Đấy cô chú anh chị thấy không? Cây bé mà đậu trái luôn mới ghê chứ. Nước non cứ đầy đủ, phân bón thì vừa phải, đừng bón nhiều quá. Nhiều quá nó rụng hết đấy. Đây là em mãng cầu Sihanouk của em này. Cô chú anh chị nhìn này, đẹp với cái gai nó đẹp chưa? Cái gai rất là dễ thương, trái bự rồi đấy. Vẫn tiếp tục ra bông. Thôi không chấm nữa đủ rồi. Một chùm mà, trời ơi, một chùm bốn trái to tướng. Bốn trái. Đây nữa này. Đây hai anh này, úi giời hai anh. Úi giời hai anh đuổi nhau. Em vừa tưới cây vừa dọn dẹp vừa trông hai đại ca. Đấy. Cây giờ quá trời cây rồi, nó mọc um tùm luôn. Đây nước đây. Mở hắn voi ra tưới luôn này. Cây này cây ổi tím Đài Loan. Hiện tại trên thị trường có rất là nhiều ổi tím nói cổ Đài Loan, nhưng mà cô chú anh chị mua cẩn thận không bị nhầm giống nha. Cây này là em đã ăn trái rồi nên là em mới trồng. Khoe với cô chú anh chị cây xoài này, siêu giòn siêu ngọt này. Đậu trái quá trời đậu trái, dễ xài trái lắm. Đấy. Năm nay có xoài để ăn rồi. Hãy tiếp tục ra bông nữa cô chú anh chị nhìn này. Rất là nhiều bông cô chú anh chị ạ. Cái loại xoài này thì cành nó cứ rũ rũ xuống như cành liễu vậy đấy, nó chứ nó không cứng, nó không có thẳng giống như các loại xoài kia nha. Nó rũ hẳn xuống thế này này. Mà cái xoài này nó phát triển chậm lắm, nó phát triển không mạnh bằng những cái dòng xoài khác, nhưng mà trái thì ăn rất là ngon. Đây trái bí của em đây. Trái bí này cô chú anh chị ơi. Trồng có một cây bí mà đọt rất là nhiều, ăn không hết luôn đấy. Này nhà ai mà đông người thì trồng cây này. Xào hoặc nấu canh ăn rất là tốt. Đoạt bí nhiều lắm. Trời ơi không ngờ nó phát triển kinh khủng luôn. Nguyên một cái chỗ này toàn đoạt bí không à. Đây, trái xoài đây. Cái xoài này của em này. À, cô chú anh chị. Trái này to rồi. Làm gì vậy? Hai anh em đang làm gì? Ướt hết người chưa? Ướt một tí à? Không muốn chơi nữa à? Ờ thôi đi vào nhà đi tắm thôi. Hai anh em. Ôi giời ơi giời ơi. Này còn nước vào người nữa. Định làm gì? Đâu, không được ném vào người mẹ đâu. Nấu. Nên nó đòi ném vào chân mẹ làm gì không biết, ướt chân mẹ không thích. Thôi ném vào cái cây cho nó cây nó mát đi. Cây nó sâu thai rồi. Úi giời, cẩn thận gãy cành của mẹ thì cũng chết được rồi. Ném xuống dưới đây được rồi. Đây bây giờ là 10 giờ đêm. Em mới bắt đầu ăn tối của chú anh chị ơi. Không có thời gian nấu ăn luôn á. Mới bắt đầu công việc xong. Mới chỉnh sửa cái video xong. Bây giờ nó mới đang xem. Nó cũng chưa có xong nữa. Bây giờ là ngày thứ 6 này của chú anh chị. Bây giờ là 10 giờ 14 phút đây. May là ở Cani thì còn đồ ăn, còn có đồ ăn đấy. Chứ ở tiểu bang khác thì thôi phải tự nấu, không có thời gian nấu. Cái gì đấy gấu?
Trời ơi, gấu đầu bù tóc rối đi ra đây, nhà cửa bộn bề. Sao vậy con? Tăng căng ở đây. Thế mẹ lấy cái dầu mẹ xoa cho gấu nhá. Dạ, ở đâu? Để mẹ lấy cho đầu mẹ xem nào. Trời ơi, bị con muỗi này. Con muỗi nó cắn theo mẹ đi này. Tội chưa? Cắn sắc khắp người à? Muỗi cắn con khắp người à? No. Ok, thế mẹ lấy cho con dầu nhá. Để con xoa, ok. Ok, để mẹ xoa dầu cho gấu nha. Đâu rồi? Tôi gấu mang vào, gấu đưa cho bà. Để gấu đưa cho bà xoáy cho. Mẹ đang nấu cái nồi nước này của chú anh chị ơi. Món bún riêu của Hải Phòng. Để em tắt máy em ăn thôi. Vừa xoa tay xoa dầu cho anh gấu rồi toàn mùi dầu gió không à. Đang quay phim thì anh gấu và mẹ ơi. Có chuyện gì là gấu bèo cũng mẹ ơi đầu tiên. Chứ không bao giờ ba ơi. Cái gì cũng mẹ ơi à. Ông đang chưa đi ngủ đấy. Tuần này là anh không đi học hè nữa rồi, anh ở nhà nữa rồi. Hai anh nào cũng theo mẹ ra ngoài vườn tội nghiệp lắm. Muỗi nó cắn hai thằng sưng hết cả chân lên mà đi mặc quần cọc mà. Trời nắng ấm rồi, có muỗi. Kêu mẹ ơi, muỗi cắn còn. Quay lại video để làm kỷ niệm sau này hai anh lớn, hai anh quay lại xem cái tuổi thơ dữ dội của gấu và bèo. Ai cũng có tuổi thơ. Tuổi thơ của gấu bèo rất dữ dội luôn. Giống y Việt Nam. Giống y các bạn nhỏ ngày Việt Nam, giống em ngày nhỏ đó. Mũi nó bay giống như là rượm như châu chấu luôn á. Quê em mũi nhiều lắm. Nó cắn cho sưng chân sưng tay lên rồi đến được hai thằng con nhà mình. Sang Mỹ rồi mà giống y Việt Nam. Không có khác như Việt Nam thế nào. Đây cho mọi người coi cái bún riêu ban đêm của em. Ăn đêm. Đây không phải ăn tối mà ăn đêm. Đây ngon chưa? Bún riêu Hải Phòng đây. À mọi người hỏi ở đâu thì là ở quán nếp nha. Quán bắp chứ. Một nhân vật xuất hiện. Thế không đi ngủ à? Trời ơi không hỏi không trả lời nơ đấy. Có chuyện gì không đi ngủ vậy? Mẹ hỏi không trả lời đấy. Đo quần áo rồi. Chưa gấp gáp gì. Mới dọn được cái bếp. Bếp hôm qua giờ lắm. Sáng nay mới tranh thủ dọn được cái bếp. Rồi tí nó dọn dẹp nó ăn xong mới đi ngủ đây. Ngồi chắn cái bóng đèn đi không? Bóng đèn nó chiếu vô, nó chói mắt. Ôi, nguyên một cái bát u này. Rất là ngon luôn. Lần đầu tiên phát hiện ở cái tiệm này. Cô chú anh chị nhìn này. Nó có rau muống luôn đó cô chú anh chị. Rau muống với lại cần nước nha. Rau muống với cần nước. Cái mùa này là mùa hè nhưng mà sao họ bán rất là đắt. Trong khi đó một cái hũ cần nước này mình bán 5 đồng. Trồng nó nan ra mùa đông chịu được lạnh nhá. Chịu được lạnh ở Cali. Thế là mọi người ăn quanh năm luôn á. Mà không hiểu sao cần nước bán vẫn đắt nhỉ. 3 đồng một bó hay sao ấy. À cái vị cũng đậm đà đấy. Em phải cho tắc vào. Đúng hương vị quê nhà rồi. Cho tắc vào nó thơm lắm. Tắc mất cái thơm cái mùi dễ chịu lắm luôn. Ở ngoài Hải Phòng ấy thì khi người ta ăn á, người ta rất là thích vắt tắc hoặc là nước me nha. Chứ không có chanh. Một là nước me, hay là tắc chua, hay là gọi là quả quất ấy. Thì cái quán này họ làm giống y chang luôn, giống y hương vị Hải Phòng luôn. Có cả ngò ôm nữa, à có cả tần ô nữa chứ. Có cả tần ô, có cả rau muống này. Bèo ăn bún không? Bèo ăn bún với mẹ không? Rất là thơm. Nước dùng thì trong vắt và có cà chua, có thịt ba chỉ. Rồi đây. Có chả na nốt. Có gạch cua. Cho tí tắc vào nữa là thơm lắm. Rồi cho miếng ớt vào nữa. Chứ cái này vừa ăn rồi.
không cần phải cho mắm tôm nữa, cho mắm tôm vào nữa thì nó hơi mặn. Em ăn nhạt nhạt thôi chứ em không thích ăn mặn. Ăn mặn nhiều không tốt của chú. Còn ai muốn dậy mùi thì cho một tí mắm tôm vào cho nó dậy mùi, nó đúng vị hơn. Em cho tí ớt vào nó tê tê cay cay ăn ngon. Ôi dồi cay quá. Em mời cô chú anh chị và các bạn nha, rất là ngon luôn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video này. Em tắt máy nhá, em ăn đây, đói quá rồi.